Mẹo hay biến loa tivi, loa máy tính hỏng thành loa chép rất hữu ích. Ở những con loa máy tính cũ hoặc là trong loa tivi hỏng, chúng ta có thể tháo ra được những con loa như thế này. Những con loa này được gọi là loa toàn giải. Cho anh em nghe thử nhé. Rồi, giờ mình sẽ biến nó thành một con loa chép, tức là chỉ lấy cái tần số cao thôi. Dùng một con tụ cản, tụ 2.2 để lọc các tần số thấp đi, giữ lại tần số cao và đấu nối tiếp vào cực dương của loa như thế này. Và cho anh em nghe thành quả nhé. Thế là chúng ta sẽ có được một cặp loa chép rời lắp bổ sung bên ngoài để bổ sung cái tiếng chép cho dàn loa nghe nhạc hoặc là hát karaoke.